cận cảnh quay cho bà con mình cái clip thỏ ăn quạng ngọc nha bà con. Mấy này thuộc dạng mấy con chết đói nha bà con. Bỏ vô phát là coi như là bư kiếm luôn nè. Rồi một con thỏ thịt là bỏ chừng nhánh nhỏ này thôi, là một nhánh nhỏ này thôi là ok rồi nè. Đấy, quạng ngọc tới mùa này tốt dữ hả? Thôi coi ảnh ngóng kìa. Coi mặt hóng kìa, tội nghiệp quá. Cho ăn quạng ngọc không nha bà con, hoặc cây chuối chứ không có cho ăn rau lan rau muống bậy bạ nha. Đây. Mình là xài quạng ngọc là thường nhất. Có một ông không có quạng ngọc ăn kiếm nè. Đấy. Ông này chuồng cho ăn cây cỏ ở trên nè bà con. Đây, chuồng cho ăn ở trên nóc. Không có vấn đề gì hết nha, nó vẫn kéo xuống ăn được nè. Đấy. Kéo xuống ăn được nha. Mới nuôi thỏ nên kiếm cái quạng ngọc này về trồng nha, nó rất là tốt, nó vừa là thuốc nam luôn đấy, cho ăn cũng rất là an toàn. Mà nhớ trồng đừng có bón phân gì hết nha anh em, sợ nó gây độc cho thỏ mình thôi. Cái này rất là tốt, cái này là thuốc nam luôn. Cái này thì mấy anh em mà nuôi gà đá thì thường hay sử dụng nè, anh em rành lắm. Đấy, là tốt. Cái này anh chị em trồng ghim xuống nó lên rồi bắt đầu mình cắt thôi, mình cắt rồi nó cũng tược ra nó thôi, cứ cắt lần vậy. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha anh em. Thì hẹn gặp lại anh em trong video kế tiếp nha.